Chào mừng anh em đã đến với kênh game bài. Thì hôm nay với số vốn 200k, mình sẽ vào chơi con quay thú nha anh em ơi. Ok. Thì với những anh em nào mà chưa có link đăng ký thì hãy đăng ký link dưới phần mô tả video. Sau đó anh em comment tên và ID game mà anh em vừa tải về vào phần bình luận video. Mình sẽ tặng 50k cho anh em trải nghiệm nha. Thì anh em nào mà bình luận mà thấy mình tặng hơi chậm thì anh em có thể vào nhóm Telegram anh em nhắn tin nha. Ok. Cái đầu tiên mình đánh khỉ trúng rồi anh em ơi. Ok. Bắt đầu. Rồi, cây tiếp theo mình sẽ đánh cái gì đây? Cây tiếp theo. Cây này rối quá nhỉ. Thôi đánh đại mỗi con 100k đi. Mình thú à. Rồi nó ra chim mà thua rồi. Đánh súc vật mà nó ra linh cầm là chết. Bắt đầu cược. Gấu khỉ không ra. Cây này thì mình sẽ đánh công với bồ câu nha anh em ơi. Công với bồ câu. Kết thúc được. Công mình đánh 350 luôn. Nếu mà nó ra công thì ấm nè. Bồ câu cũng được. Chim bồ câu. Ok, có còn hơn không. Rồi, bồ câu nhân 8 là 1,5 triệu. Ấm à anh em ơi. Quay thú này nó cũng thấy nó cũng rất là rủi ro nha anh em. Nhiều con quá, rối. Chơi sóc chỉ tài xỉu thì nó dễ. Nhưng mà không sao, nó không thể làm khó được mình. Tiếp tục là công và bồ câu. Chỉ cần ra một con trúng một cái thôi là thấy cái cảnh trúng một cái thôi là rồi, sao mà xảy được. Sao mà xảy được cái con công này. Không thể nào xảy được anh em ơi. Ok. Ok, 3 triệu 9 nha anh em ơi, vốn 200 lên 3 triệu 9 rồi. Thì sẽ tiếp tục là những con đặt như đúng rồi, đặt như thấy trước luôn anh em ơi. Ok, thì cái ván này thì mình sẽ đánh con khỉ nha. Đánh con khỉ 400 đi. Này là cũng không chắc chắn lắm nên mình chỉ đánh cầm chân thôi nha anh em. Rồi, thỏ rồi. Thêm hai cái nữa là trúng rồi. Độc thiệt anh em ơi. Bắt đầu cược. Căng nha. Không sao anh em ơi. Cây vừa rồi là mình đánh cầm chừng thôi. Cây này mình mới đánh thiệt nè. Mỗi con 4 lít. Trúng một cái là về bờ liền. Nó vào con thỏ thì thế nào dáng này nó cũng nằm lại đó thôi. Ôi cha. Rồi tới công chuyện luôn. Vãi đạn thiệt chứ. Mới vừa ra thú mà giờ ra chim rồi. Cây này hả? À, rối đội hình rồi anh em. Không sao. Đinh lại nào. Công và bồ câu. Mày không thoát được đâu con trai. Mày không thoát được đâu. Nằm lại. Rồi trúng rồi, trúng rồi. Bồ câu 7 lít ấm. Êm như nhíp. Bắt đầu cược. Êm như nhíp. 7 mê rồi anh em ơi. Ok, vốn 200k lên 7 mê nha. Cây này mình sẽ đánh cái gì đây? Tiếp tục là công và bồ câu. Mày mà ra con công thì mày thấy cảnh như anh mày. Công bồ câu. Rồi sắp mặt luôn. Ok, sắp mặt luôn. Rồi 5,5 triệu.
5 triệu rưỡi hả? Bồ câu, chim én. Ấy cha, cây này mà nó ra con chim én. Nãy giờ mình đâu có đánh chim én. Vãi lúa, con này thiệt chứ. Không sao anh em ơi, cây này mình sẽ lót con khỉ nè. Bây giờ mình chuyển qua thú á. Khỉ, rồi ok, 8 lít. 8 x 8 là 8 x 8 là 6 triệu tư. Ấm rồi, 8 mê rồi, cũng được, có ngon hơn không? Rồi, cái này mình văng lứ luôn nha, mình văng cái hàng trên nha anh em. Mình giăng cái con khỉ, lót thêm con này lại thì rồi sắp mặt luôn. Trời, căng nha. Bồ câu, bồ câu. Ok nha. Cây này thì mình sẽ đánh cái gì đây? Cây này thì mình sẽ đánh cái gì đây? Rồi khỉ, triệu rưỡi luôn. Ra một cái là mày thấy cái cảnh. Ra một cái. Rồi xong luôn. Xong luôn. Vãi thiệt chứ. Vãi thiệt chứ. Xong mày luôn rồi con. Xong mày luôn rồi. 16 mê. Tao nói xong. Tao nói xong đời mày rồi. Sao mà thoát nổi. Tiếp tục nào. Tiếp tục. Gấu khỉ. Rồi trúng. Trúng trúng trúng. Trúng. Em như nhiếp. Em như nhiếp. Rồi 23 mê vốn 200k lên 23 mê rồi anh em ơi. Ok. Thì với những anh em nào mà chưa có link thì hãy đăng ký link dưới phần mô tả video này. Mình sẽ tặng 50k vào game cho anh em trải nghiệm game nha. Thì anh em nào mà đã tải game phía bên mình rồi thì anh em cứ comment tên và ID bên dưới. Mình sẽ kiểm tra và check tặng lọc cho anh em nha. Thì với những anh em nào mà đã có game sẵn rồi thì anh em cứ comment ID bên dưới. Khi nào mình sẽ tặng lọc cho anh em luôn nha. Ok. Rồi, cây này thì mày không thoát được đâu. 21 triệu rồi. Này là đánh cho nó về nhà nó mắc mẹ luôn. Đánh nó không có lối ra luôn nha anh em. Cây này mà ra khỉ với công là mày thấy cái cảnh nhanh, thấy cái cảnh nhanh luôn. Rồi. Rồi, 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 rồi. Mày sao mà thoát được? Sao mà thoát được anh? Sao mà thoát được anh hả cưng? 44 mê, vốn 200k lên 41 triệu rồi anh em ơi. Rồi làm một cây tắc tay nữa là lụm lúa về luôn nào. Cây này á, cực tiếp. 6 triệu rưỡi. Công và bồ câu. Mày chỉ... Đậu xanh nó ra én. Nó ra én anh em ơi. Má cây vừa rồi đánh hơi đậm á. Nhưng mà không sao. Máu liều nhiều hơn máu não. Tắt tay luôn. 7 triệu rưỡi 8 triệu. Tắt tay 10 triệu 11 triệu luôn. Mày không thoát được đâu. Chiếm. Rồi rồi rồi. Lậm 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 lậm. Sao mà thoát được. Ok. Vốn
200k chốt 90 triệu nha anh em ơi, chốt 90 triệu. Ok, kết thúc video nha.